Chào các bạn, mời các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật sau đây. Thái Lan lập kế hoạch bí mật để hạ Việt Nam. Cựu giám đốc Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ cực sốc về trường hợp công phượng xuất ngoại. Hoàng Anh Gia Lai nhận thông tin không vui về Văn Thanh trước cuộc đối đầu với Dược Nam Định. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thái Lan lập kế hoạch bí mật hạ Việt Nam. Huấn luyện viên Akira Nishino sẽ trở về Nhật Bản để lên kế hoạch xây dựng lối chơi cho đội tuyển Thái Lan trước thềm trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tờ báo nổi tiếng của Thái Lan là Trang Thirat đã đưa tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch tập luyện của đội tuyển quốc gia nước này trước khi bước vào cuộc đối đầu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan ông Somiot đã tiết lộ rằng tân huấn luyện viên Akira Nishino sẽ trở về Nhật Bản, tập trung lên kế hoạch tái thiết voi chiến một cách riêng tư, đồng thời kết nối với các đội bóng ở quê nhà để tổ chức giao hữu tập luyện cho tuyển Thái Lan trước thềm vòng loại World Cup 2022. Trong cuộc họp ngày 30 tháng 7, ông Somiot cho biết huấn luyện viên Nishino sẽ trở lại Nhật Bản khoảng 10 ngày. Ông ấy đã có trong đầu một bản danh sách các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Thái Lan và sẽ theo dõi quá trình tập luyện thi đấu của họ ở cấp câu lạc bộ. Khi vắng mặt trong thời gian tới, ông Nishino đã giao phó cho đội ngũ huấn luyện của liên đoàn để quan sát phong độ của các cầu thủ, Chủ tịch FAT khẳng định. Ông Somiot cũng chia sẻ rằng chương trình đào tạo của Thái Lan trong thời gian tới sẽ được chia làm hai giai đoạn. Ông nói, ở giai đoạn 1, Ông Nishino cần nơi riêng tư rời xa thủ đô Bangkok để thực hiện kế hoạch bí mật theo phong cách của người Nhật Bản, tránh sự quan tâm của các phương tiện truyền thông đại chúng. Còn ở giai đoạn 2 sẽ được thực hiện gần với thời điểm đội tuyển Thái Lan bước vào trận mở màn gặp tuyển Việt Nam. Ông Nishino không muốn sớm thông báo với các câu lạc bộ ở Thái Lan về việc triệu tập cầu thủ nào lên đội tuyển. Người đứng đầu FAT cho hay Cuộc thư hùng giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở lượt đi vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Khi sân vận động quốc gia Rajamagala đang được tu sửa phục vụ cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, thì ông Nishino và Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thống nhất lựa chọn sân Rangsit ở Đại học Thammasat là nơi sẽ diễn ra màn đọ sức này. Trong một động thái khác, sắp tới ông Nishino sẽ nhận được sự trợ giúp của một thần tài dưới thời huyền thoại Kia Tisak Theo nguồn tin từ tờ Sia Sports, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tiết lộ trong cuộc họp mới nhất của tổ chức này về người sẽ thay thế Kitty làm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Trước đó, ông Kitty đã quyết định từ chức với lý do cá nhân. Tuy nhiên, theo báo giới Thái Lan, nguyên nhân ông này rút lui bắt nguồn từ thành tích tệ hại của voi chiến ở Kiss Cup hồi tháng 6. Tờ Sia Sport đưa tin, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã úp mở về việc ông Kasem đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí trưởng đoàn của tuyển Thái Lan. Ông Kasem quá quen với cương vị trên khi từng đảm nhiệm quản lý tuyển U23 và quốc gia lần lượt vô địch SEA Games 2013 và AFF Cup 2014. Đây là quãng thời gian mà các tuyển Thái Lan rất thành công dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Kiatisak. Thời điểm này tuyển Thái Lan đã làm nên lịch sử khi vượt qua vòng loại thứ hai ở World Cup, trong đó từng thắng Việt Nam cả hai lượt trận, thắng 3-0 trên sân khách và 1-0 trên sân nhà. Đối với vị trí trưởng đoàn đội tuyển quốc gia, hiện có rất nhiều ứng viên. Chúng ta phải xem mỗi người có phù hợp, sẵn sàng, có đủ thời gian để đảm nhiệm vị trí hay không, bởi điều mà mọi đội tuyển quốc gia Thái Lan muốn là cần một người hiểu, biết cách chăm sóc cho các tuyển thủ cũng như có thể giải quyết được các vấn đề khác. Đặc biệt nhất là phải làm được nhiệm vụ hun đúc tinh thần cho các cầu thủ ở mỗi giải đấu, ông Somiot nói tại cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Theo nguồn tin của tờ Sian Sport với những tiêu chí của Liên đoàn bóng đá Thái Lan thì ông Kasem được cho là người chắc chắn sẽ được chọn và bổ nhiệm chính thức sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Thông tin về sự trở lại của ông Kasem đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ Thái Lan bởi ngoài kinh nghiệm dài dạn trên cương vị quản lý các đội tuyển, cựu danh thủ này từng vô địch SEA Games năm 1997 còn trải qua vị trí trợ lý cho huấn luyện viên tuyển U23 Thái Lan, Prapol, từ năm 2011 đến năm 2012. Vì vậy, ông Kasem chắc chắn sẽ có nhiều sự hỗ trợ tích cực cho tân huấn luyện viên Nishino trong việc giúp cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Thái Lan hướng đến vòng loại World Cup 2022. SEA game 30 và giải vô địch U23 châu Á 2020 mà nước này đăng cai vào năm sau. Trong cuộc họp trên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng cho biết ông Nishino sẽ tập trung đội tuyển vào ngày 26 và ngày 27 tháng 8. Ông Nishino sẽ có hai buổi tập phổ biến chiến thuật theo phong cách Nhật Bản cho các tuyển thủ Thái Lan. Sau đó tuyển Thái Lan sẽ bắt đầu làm quen với mặt sân Thammasat chuẩn bị cho trận đại chiến gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Theo nguồn tin từ báo giới Thái Lan thì ông Nishino không thị sát các buổi tập của các câu lạc bộ trong nước cho đến đầu tháng 8. Cựu giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ cực sốc về chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại. Trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả của South Star, Star, huấn luyện viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cựu giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai, ông Trung Hê Sông đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề cầu thủ Việt Nam xuất ngoại. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm qua, huấn luyện viên Trung Hê Sông cùng tiền đạo Huỳnh Kesley và ca sĩ Hoàng Bách đã có cuộc trao đổi trực tuyến với độc giả của South Star. Mặc dù vị chiến lược gia người Hàn phải di chuyển quãng đường khá xa, thế nhưng ông vẫn tỏ ra rất vui vẻ và nhiệt tình khi giao lưu với các fan hâm mộ bóng đá. Dường như sau trận hòa đầy cảm xúc trước Hà Nội vào tuần trước đã khiến cho tinh thần của ông phấn chấn hơn. Khi được độc giả của Sao Star hỏi, xuất thân từ nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam, ông có lời khuyên nào cho các cầu thủ Việt ra nước ngoài thi đấu, ví dụ như trường hợp của Công Phượng đang thi đấu ở Bỉ? Ông Trung Huy Sông chia sẻ, Ở World Cup 2002, sau khi Hàn Quốc thi đấu thăng hoa, một số cầu thủ Hàn Quốc đã có cơ hội ra nước ngoài thi đấu cho các câu lạc bộ ở châu Âu. Dẫu vậy, chỉ có một vài cầu thủ thành công, thể hiện được khả năng của mình, một số khác thì thất bại. Theo tôi, việc các cầu thủ đi ra nước ngoài thi đấu hay không, không quan trọng điều quan trọng đầu tiên là phải chọn được câu lạc bộ phù hợp cho các cầu thủ của mình. Bởi vì khi cầu thủ đi nước ngoài mà họ không được thi đấu thì đá ở V-League vẫn tốt hơn. Với tôi đã là cầu thủ bóng đá thì phải được ra sân thi đấu. Nếu sang nước ngoài mà chỉ được tập luyện thì khi về đội tuyển các cầu thủ sẽ mất đi phong độ. Quan trọng nhất các cầu thủ phải chọn được cho mình một câu lạc bộ phù hợp. Không nhất thiết các cầu thủ Việt Nam phải được đá cho những câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Nếu họ xem việc sang nước ngoài là thành công thì sai lầm, sang nước ngoài thi đấu thì các cầu thủ phải được ra sân, phải cống hiến cho câu lạc bộ và chứng tỏ được năng lực của mình. Nếu các cầu thủ sang nước ngoài mà chỉ ngồi dự bị thì điều đó là không nên. Về trường hợp của Công Phượng, cậu ấy là học trò cũ của tôi, nhân đây tôi cũng muốn chúc Công Phượng sẽ thi đấu thật thành công tại giải vô địch quốc gia của Bỉ. Song, nếu cầu thủ Việt Nam có cơ hội ra nước ngoài thi đấu họ phải chọn được một câu lạc bộ phù hợp. Hoàng Anh Gia Lai nhận hung tin về Văn Thanh trước cuộc đối đầu với Dược Nam Định. Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ nhận tin không vui từ hậu vệ Vũ Văn Thanh trước chuyến làm khách đến sân Thiên Trường của Dược Nam Định ở vòng 19 V-League. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua chuỗi trận như ý khi giành được hai chiến thắng với cùng tỷ số 3-2 trước Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa ở vòng 17 và 18. Hiện tại họ đang tạm thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ và vươn lên vị trí thứ 10 với 22 điểm trong tay. Tuy nhiên, thử thách trước mắt của đoàn quân ông Lee Ti Hun là rất cam go khi họ phải đến làm khách trên sân Thiên Trường của Dược Nam Định, nơi được mệnh danh là chảo lửa nóng nhất ở V-League. Bởi lẽ, đội bóng Thành Nam đang thi đấu rất tốt trên sân nhà, giành được 22 trên 27 điểm sau 9 trận. Và trong 5 trận đấu gần nhất, họ toàn thắng cả năm. Sự cuồng nhiệt của đông đảo khán giả Nam Định trên khán đài cũng là một bất lợi không nhỏ cho các đội khách. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Gia Lai còn nhận thêm thiệt thòi khi Vũ Văn Thanh sẽ chắc chắn không thể góp mặt ở trận đấu diễn ra vào cuối tuần này vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là một lý do bất khả kháng và buộc huấn luyện viên Lee Ti Hun phải tìm phương án thay thế. Ở trận đấu trước, vị chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định kéo Văn Thanh vào đá trung vệ và đưa Văn Sơn chám vào vị trí hậu vệ phải. Thế nên, rất có thể ở trận đấu tới, trung vệ Phạm Hoàng Lâm sẽ được lựa chọn để thay thế cho cầu thủ gốc Hải Dương. Trận đấu giữa chủ nhà Dược Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 4 tháng 8 tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.